nhà thời thụ sĩ thu hướng kỷ đến thượng thượng thọ bát thập cửu tuế đại hạ đấm trung ất mùi nhất nhị tam tuần hiền hưởng phù hộ độ trì cho các con trai gái dâu rể cháu chắc anh em đổi ngoại khi thường lễ trăm ba để quyền thành đế